tiếp tục chương trình tiếp xúc giữa ứng cử viên đại biểu Hội đồng Nhân dân với cử tri các địa phương. Chiều ngày 13 tháng 5 năm 2021, năm ứng cử viên đại biểu Hội đồng Nhân dân khóa 10, nhiệm kỳ 2021-2026 thuộc đơn vị bầu cử số 4, tiếp tục có buổi tiếp xúc cử tri tại xã Hòa Ninh. Tại hội nghị, sau khi được giới thiệu tóm tắt tiểu sử, theo chương trình hành động, các ứng cử viên cho biết, nếu được tín nhiệm bầu làm đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh, sẽ quan tâm kiến nghị các giải pháp phát triển du lịch, quy hoạch vùng cây ăn trái, phát triển nông thôn mới nâng cao, đồng thời kiến nghị đẩy nhanh thực hiện đê bao 4 xã Cù Lao. Cử tri đồng thuận cao các chương trình hành động, mong muốn các chương trình này sớm được cụ thể hóa khi ứng cử viên trúng cử đại biểu Hội đồng Nhân dân như cam kết. Năm ứng cử viên đại biểu Hội đồng Nhân dân thuộc đơn vị bầu cử số 4 gồm ông Nguyễn Tường Nam, Chủ tịch Hội Doanh nhân trẻ, ông Nguyễn Đắc Phương, Chánh văn phòng Hội đồng Nhân dân tỉnh, ông Trần Anh Tuấn, Hiệu trưởng Trường Cao đẳng nghề Vĩnh Long, ông Lê Minh Thiện, Chủ tịch Liên đoàn Lao động huyện Long Hồ, ông Tống Thành Phong, Phó Chủ tịch Hội Cựu chiến binh tỉnh,